Hello, xin chào mọi người, mình là Minh Chiết. Mình kể cho nó cũng có hai đứa kia lúc học lớp 2. Hai đứa nó cũng hai ơi, cái này là gì vậy? Anh không có biết. Nó cũng hai ơi, cái này là gì vậy? Hai nó không có biết rồi mà. Rồi cái hai cái này em những hai đứa đó cỡ đóng tiền rồi sau đó bắt lớp đóng 20.000 người. Sau đó hai đứa đó rồi mua đồ nhẫn hoa rồi tùm lum hết trơn á, rồi sau đó tụi nó còn hai đứa mới những số còn tụi nó sau 3.000 sao là tụi nó chia tay. Trời ơi, táo đi ra đi chơi cái